Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên, chương trình thứ ba ngày mùng 5 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dự sinh hoạt Đảng với đảng viên chi bộ thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức giao ban công tác với sở ngành và các huyện thành phố về một số nhiệm vụ trọng tâm sở nông nghiệp phát triển nông thôn tăng cường cán bộ hỗ trợ cơ sở phòng dịch tả lợn châu phi nữ trưởng thôn hết lòng với công tác địa phương Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự sinh hoạt tri bộ thường kỳ tháng 3 năm 2019 với các đảng viên tri bộ thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào. Cùng dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng lãnh đạo huyện Mỹ Hào. Tri bộ thôn Yên Tập có 82 đảng viên đang sinh hoạt ở 5 tổ đảng. Trong tháng 2 năm 2019, Ban Tri ủy và các đảng viên trong tri bộ đã triển khai thực hiện các nghị quyết đã kết quả cao thể hiện khá toàn diện trên các mặt từ công tác đảng đoàn thể, công tác chính quyền, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu với các đảng viên trong tri bộ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc mừng những kết quả mà tri bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, yên tập là thôn sớm được chính phủ công nhận là làng có công với nước trong giai đoạn cách mạng và xây dựng đất nước yên tập là thôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước làng quê ngày nay có nhiều đổi mới đời sống nhân dân được nâng cao và có tinh thần đoàn kết Đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý trong thời gian tới, để việc đón nhận các dự án và đầu tư hiệu quả, tri bộ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân phát triển thương mại, dịch vụ, chuyển đổi nghề và học nghề để tận dụng tốt cơ hội các dự án đầu tư công nghiệp, thương mại, dịch vụ đem lại. Về xây dựng nông thôn mới, tri bộ cần tiếp tục bàn bạc, xây dựng kế hoạch để chỉnh trang nông thôn, nâng cao hơn các tiêu chí nông thôn mới, xử lý rác thải, ngăn chặn lấn chiếm đất công. Đồng chí mong các đảng viên trẻ trong chi bộ nỗ lực phấn đấu tiếp tục xây dựng tổ chức đảng đoàn kết vững mạnh. Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại hai điểm chốt chống dịch ở xã Dị Sử và xã Cẩm Xá huyện Mỹ Hào tại đây đồng chí yêu cầu cán bộ nhân viên các chốt chống dịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống của ngành chức năng tổ chức phun phòng tiêu độc khử trùng trên diện rộng tại các khu vực chăn nuôi ngăn chặn dịch lan rộng tham mô hình kinh tế sản xuất hoa lan mỹ dung ở thị trấn bần yên nhân đồng chí đỗ tiến sĩ biểu dương sự nỗ lực sáng tạo của chủ cơ sở đã vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm để trồng và nhân giống thành công nhiều giống hoa lan quý đây là một mô hình chuyển đổi hiệu quả không chỉ giúp nâng cao kinh tế gia đình mà còn góp phần xây dựng thương hiệu hoa cho cả khu vực thị trấn bần yên nhân huyện mỹ hào Sáng nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại các xã Trung Nghĩa, thành phố Hương Yên, thị trấn Ân Thi, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Tại các địa phương đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi với phương châm 4 tại chỗ và 5 không trong phòng chống dịch bệnh. Trong đó không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh lợn chết, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh lợn chết, không vứt lợn chết ra ngoài môi trường và không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Khi phát hiện lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tổ chức tiêu hủy ngay. Các địa phương có nguy cơ nhiễm dịch bệnh ngoài thành lập các chốt kiểm dịch cần tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Duy trì trực chốt kiểm dịch 24 trên 24 giờ tại các tuyến đường ra vào địa bàn, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ thú y đối với các hộ chăn nuôi lợn cần kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu chăn nuôi và hàng ngày phải triển khai tiêu độc khử trùng quanh khu vực chăn nuôi các ngành chức năng đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường kiểm dịch kiểm soát không để lợn bị bệnh lợn không rõ nguồn gốc từ vùng có dịch hoặc từ địa phương khác xâm nhập vào địa bàn địa phương có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi phải giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy không để xảy ra tiêu cực Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hỗ trợ người chăn nuôi có đàn lợn phải tiêu hủy, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, quy mô tập trung xa khu dân cư. Các thông tin về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh ở phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giao ban công tác với sở ngành và các huyện thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại phiên họp các đại biểu đã thông qua và thảo luận về các dự thảo công bố kết quả đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018, kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã, đề án điều chuyển chức năng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và viên chức y tế trường học về trạm y tế xã phường thị trấn quản lý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phóng nhấn mạnh thời gian qua nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong cải cách hành chính nên tỉnh ta đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của chính phủ của tỉnh về cải cách hành chính tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính ở tất cả các cấp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử nâng cấp mạng lưới công nghệ thông tin để tỉnh ta có thể thực hiện giao ban trực tuyến đến các xã trong thời gian sớm nhất bên cạnh đó cần phải tiếp tục thực hiện giả soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức hành chính theo hướng tinh gọn hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực đạo đức nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định mục tiêu lớn nhất của việc sắp nhập là giảm đơn vị hành chính, góp phần phát triển chính trị, kinh tế xã hội địa phương tốt hơn, phục vụ nhân dân nhiều hơn, đồng thời góp phần thực hiện nghiêm túc nghị quyết 18, nghị quyết 37 của Bộ Chính trị vì vậy các địa phương cần nghiên cứu chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố về lịch sử địa lý điều kiện đặc thù đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội và các yêu cầu về đảm bảo quốc phòng an ninh an toàn xã hội để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính đặc biệt phải làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và đồng thuận trong quá trình triển khai về đề án điều chuyển chức năng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và viên chức y tế trường học về trạm y tế xã phường thị trấn quản lý chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế và ngành nội vụ cần phải phối hợp tổ chức bàn giao chặt chẽ đảm bảo ổn định góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân đến khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế Ngày 5 tháng 3, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ về công tác xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Từ tháng 7 năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ đã tiếp nhận 135 đơn thư kiến nghị, khiếu nại và tố cáo, nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện chế độ chính sách, tố cáo cán bộ vi phạm trong quản lý, trong đó Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết 52 đơn thuộc thẩm quyền việc giải quyết xử lý đơn thư đảm bảo đúng trình tự thủ tục pháp luật tại buổi làm việc ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiên lữ trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa cho công tác tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định không để đơn thư tồn động kéo dài tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Trước tình hình, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã điều động tăng cường cán bộ xuống cơ sở, hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Từ ngày 4 tháng 3 đến khi công bố hết dịch, 92 cán bộ công chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được điều động về trạm thú y tất cả các xã phường thị trấn có chăn nuôi lợn trên địa bàn toàn tỉnh. Các cán bộ được điều động được tập huấn trang bị kiến thức để thực hiện nhiệm vụ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, hỗ trợ các địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh, tiêu hủy lợn bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật, duy trì các chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông, kịp thời xử lý ngay khi có gia súc ốm chết. Để hạn chế bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, trong những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường cùng các lực lượng khác như nông nghiệp, thú y, Công an, quân đội lập các chốt kiểm dịch trực 24 trên 24 giờ để ngăn chặn vận chuyển lợn từ các tỉnh lân cận và địa bàn và tổ chức phun thuốc khử trùng chống dịch. Ngoài duy trì quân số tại các chốt kiểm dịch, lực lượng quản lý thị trường trong tỉnh còn tăng cường quân số trực để kiểm tra giám sát thường xuyên việc vận chuyển lợn cũng như tại các điểm giết mổ không để lợn bị bệnh được giết mổ đem đi tiêu thụ. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thành lập 14 chốt có lực lượng liên ngành và 43 chốt ở các xã thị trấn để phòng chống dịch. Việc thành lập chốt được thực hiện không chỉ ở nơi đã xuất hiện dịch mà còn cả ở những khu vực giáp danh, nơi chưa xảy ra dịch. Các chốt có nhiệm vụ ngăn chặn việc vận chuyển lợn từ vùng có dịch ra bên ngoài, phun phòng thuốc tiêu độc khử trùng phương tiện đi lại, người ra vào vùng dịch để ngăn chặn vi khuẩn lây lan, kiểm soát việc tiêu thụ lợn bị dịch nơi phát hiện dịch đầu tiên tại thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ đều là những điểm chăn nuôi nhỏ nằm trong khu dân cư. Qua các cái lần xảy ra dịch bệnh trên đàn chăn nuôi thì đa số đều có điểm xuất phát từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. Và để hạn chế dịch bệnh có thể xảy ra, giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững, đòi hỏi các địa phương đẩy nhanh quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung để các hộ gia tăng chăn nuôi tập trung vừa để giảm thiểu ô nhiễm môi trường vừa để tăng cường tốt nhất công tác phòng dịch, hạn chế dịch bệnh có thể xảy ra. Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan nhanh chóng của dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở các huyện lân cận, huyện Tiên Lữ đã tăng cường nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đạt trên 60.000 con. Ngay khi có thông tin dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ bùng phát, huyện đã tiến hành họp bàn thành lập ban chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch, phối hợp liên ngành thành lập chốt kiểm dịch động vật nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn ở vùng dịch và vùng lân cận. Bên cạnh đó, các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chủ động vệ sinh khử trùng tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ phát sinh lây lan dịch trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ chính thức thực hiện việc thu thập thông tin từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Để phục vụ tốt cho công tác điều tra hiện nay, Ban chỉ đạo các huyện thành phố trong tỉnh đang đồng loạt tổ chức 39 hội nghị tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham gia hội nghị tập huấn các học viên là điều tra viên các xã thị trấn ở các huyện thành phố được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập tổng hợp điều tra, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, từ đó tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, quy định, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, giữ cương vị trưởng thôn, phó bí thư chi bộ đã 4 năm nay, bà Hoàng Thị Hồng, trưởng thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, huyện Kim Động, luôn nhiệt tình tâm huyết với công việc gương mẫu và vận động bà con nhân dân trong thôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Sân bóng đá và bể bơi của thôn được xây dựng năm 2017 là điểm vui chơi hấp dẫn thanh thiếu nhi trên địa bàn thôn. Hai công trình này được xây dựng là nhờ sự đóng góp trên 900 triệu đồng và nhiều ngày công lao động của người dân trong thôn. Để có kết quả đó, bà Hồng và cán bộ thôn đã không ngừng tuyên truyền vận động người dân trong thôn nhiệt tình đóng góp. Từ khi chị làm đấy là tất cả là công việc là đều những trôi chảy và ai cũng dân tình ai cũng quý mến hết à. Song song với việc tuyên truyền cho người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, bà Hồng còn bám sát cơ sở là cầu nối truyền đạt ý kiến của người dân trong thôn lên cấp ủy chính quyền. Bà luôn khéo léo trong xử lý công việc, do đó bà không chỉ được lòng tin của người dân mà còn được đảng ủy xã đánh giá cao. Là Phó Bí Thư Tri Bộ trưởng thôn rất là có tâm huyết với công việc, rồi có một cái tín nhiệm rất là cao đối với uh, nhân dân nhưng mà Linh Phúc cũng là một trong những cái thôn mà có một cái sức thu hút cái huy động nhân dân rất là cao thì cũng phải nói đến cái đánh giá cái vai trò làm tham mưu vai trò tổ chức uh, động viên nhân dân của thôn Linh Phúc rất là tốt và tri bộ thì cũng luôn phấn đấu là đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ có sự nhiệt tình, nỗ lực của những người cán bộ tâm huyết như bà Hồng, những năm qua, thôn Ninh Phúc đã không ngừng thay đổi và phát triển, đạt kết quả tích cực. 100% tuyến đường được bê tông, trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, làng nhiều năm liên tiếp đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. quý vị và bà con, hiện nay các diện tích cây có múi đang trong thời kỳ ra hoa. Bà con cần nắm vững các kỹ thuật chăm sóc sau đây để cây ra sai hoa và tăng tỷ lệ đậu quả. Đối với những cây cam bưởi chậm ra hoa hoặc ra hoa ít, bà con cần tăng cường vun sới bón phân để kích thích cây ra hoa, tạo sự khô hạn từ 7 đến 10 ngày không tưới nước. Sau đó bà con tưới nước trở lại sẽ kích thích cây phát lộc hoa. Đối với những cây đã ra hoa, bà con cần ngưng bón phân, duy trì lượng nước tưới thích hợp. Tuy nhiên, bà con lưu ý không được tưới nước vào hoa của cây, cần tiến hành tỉa bỏ những hoa nhỏ mọc quá sai để cây tập trung nuôi dưỡng hoa đẹp, tăng khả năng đậu quả. Giai đoạn này có nhiều đối tượng sâu bệnh cây hại cho hoa và lộc non như sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ và dẹp. Bà con cần phun phòng trừ ngay bằng các loại thuốc đặc trị, không để bệnh lây lan ra diện rộng. Hiện tại trên địa bàn tỉnh ta, hầu hết các địa phương đã gieo cấy xong lúa vụ xuân và bắt tay vào việc chăm sóc để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài bổ sung dưỡng chất, phòng trừ các đối tượng gây hại, bà con nông dân cần đặc biệt quan tâm đến việc phòng trừ cỏ dại. cỏ dại là một trong những đối tượng thường xuất hiện trên ruộng lúa có đặc tính chống chịu cao sinh trưởng mạnh cạnh tranh dinh dưỡng nước làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa đồng thời là nơi trú ẩn của chuột và các sâu bệnh gây hại khác bà con chúng ta cũng tham kiểm tra đồng ruộng và lựa chọn các loại thuốc trừ cỏ ở nó phù hợp. À, ví dụ như là à, đối với cái lúa rau vải thì bà con có thể lựa chọn các cái loại thuốc trừ cỏ mà tiền nảy mầm. Đấy còn đối với cây lúa cấy mà sau khi mà gieo cấy xong, cây lúa bén rễ hồi xanh 7 đến 15 ngày ấy, thì bà con chúng ta phải lựa chọn cái loại thuốc mà hậu nảy mầm hoặc là hậu nảy mầm sớm, tức là cái cỏ đã mọc lên được khoảng 2 3 lá thì bây giờ bà con chúng ta lựa chọn các loại thuốc nó phù hợp. Cỏ dại rất đa dạng về chủng loại và tùy theo điều kiện như độ ẩm, nhiệt độ ánh sáng, mà chúng sẽ nảy mầm và sinh trưởng khác nhau. Để quản lý cỏ dại hiệu quả, bà con cần thực hiện theo hướng dẫn. À, trên ruộng thì chúng ta có thể thấy cỏ là kể cả cỏ à, lồng vực, là cỏ đuôi phụng này. Bây giờ nó đang được tới 2 tới 3 lá rồi. Và đây là cái thời điểm mà nên đi phòng trừ cỏ dại. À, để mà phun trừ cỏ dại ở cái thời điểm này ấy, thì tốt nhất ấy, thì à, chị lưu ý một số cái vấn đề này. À, trước hết ấy, là phải lựa chọn cái loại thuốc trừ cỏ mà hậu nảy mầm hậu này hậu này mầm tức là ừ. cỏ nó đã lên rồi trong cái điều kiện vụ xuân năm nay ấy, thì khi mà cỏ lên được một hai tới ba lá thì lúc giờ chị phun là tốt nhất à, như cái ruộng này thì chị có thể sử dụng cái uh, thuốc trừ cỏ là cái top shot đây là loại thuốc trừ cỏ mà hậu này mầm sớm đấy thì chị có thể phun vào cái thời kỳ sau khi mà gieo cấy được khoảng 7 tới 15 năm ngày là đi khi mà cái lá cỏ đã lên lên được một hai ba lá rồi thế thì chị có sử dụng cái chai thuốc trừ cỏ này một trăm cc thì pha cho hai bình 16 lít Đấy, chị phun được cho tới 2 đến 3 sao Bà con lưu ý khi phun thuốc cần để dụng lúa sâm sấp nước, sau khi phun xong 2 đến 3 ngày phải đưa nước trở lại ruộng, sao cho nước ngập ngọn cỏ thì hiệu quả sẽ triệt để. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.